ở đô thị rất phổ biến dạng nhà ống, chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy, phải bình tĩnh, suy xét, báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm, cần tìm lối thoát khác, qua ban công, qua cửa sổ sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất, chỗ lối thoát lên mái nếu được. Tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh. Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt cuốn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói, men theo tường đến lối thoát an toàn. Biết cách thoát nạn, bạn có thể cứu được mình và mọi người.